Xin chào anh em nha. Trả lời kênh máy công cụ Đức Tùng, em xin review con máy nổ Kubota D60 anh em. Đây D60 là D600 này. Đó. Con này có cái bơm dầu phụ nè. Có cái bơm dầu thủy lực luôn nha anh em. Con này mã số là 341. Đây có bô nữa đây. Đây D60 đây. Rồi em soi sơ lược qua một vòng rồi để em test cho nó chạy nha anh em. Nhét bơm lên đầy đủ luôn. Hơi hám là ok nha anh em. Rồi, anh em nào có nhu cầu sử dụng con D60 mã số 341 thì liên hệ với số điện thoại là 0938312207 anh em, công ty Đức Tùng. Rồi em xin cảm ơn nha.